Xin chào các em. Hôm nay, cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C2 trong sách giáo khoa và đề 8 trang 69, đề bài như sau. Hãy cố gắng dùng cách giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn cát vào ngô để giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu vào nước. À, trong thí nghiệm trộn cát vào ngô ở câu hỏi C1 chúng ta đã giải thích là gì nhỉ? Vì giữa các hạt ngô có khoảng cách nên khi chúng ta đổ các hạt cát vào, các hạt cát này sẽ chiếm chỗ những khoảng trống của những hạt ngô này, đúng không? Đã sẽ đan xen vào những khoảng cách nhỏ của những hạt ngô này và làm cho thể tích của nó bị hụt đi không bằng tổng thể tích của ngô và cát lúc ban đầu nữa. Đấy, vậy thì tương tự như thế, trộn rượu với nước. Ở phần 1 La Mã thì chúng ta đã được biết rằng là các chất thì được cấu tạo từ các hạt riêng biệt và các hạt này, đấy, các hạt này được gọi là cái gì đấy các em? À, nguyên tử và phân tử. Vậy thì giữa các phân tử của nước và rượu có khoảng cách, đấy, cũng có khoảng cách giống như ngô. Những hạt ngô nó có khoảng cách đan xen xếp lên nhau thì nó sẽ có khoảng cách. Thì nước và rượu nó cũng vậy. Các phân tử nước và rượu, giữa các phân tử nước và bia rượu cũng sẽ có khoảng cách. Và khi nó có khoảng cách thì thể tích của hỗn hợp rượu và nước sẽ bị giảm vì các phân tử nước và phân tử rượu đều hai cái này sẽ đều có khoảng cách. Nên là khi trộn nước với rượu ấy, các phân tử rượu sẽ đan xen vào các khoảng cách giữa các phân tử nước. Được chưa? Vậy làm cho khi mà nó đan xen vào nhau rồi thì thể tích của nó sẽ bị giảm. Đó là sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn nước, trộn rượu với nước. Được chưa? Vậy chúng ta cùng đi giải thích câu hỏi C2. Câu hỏi C2 đó là thể tích của hỗn hợp rượu và nước. Thể tích của hỗn hợp rượu với nước giảm vì giữa các phân tử nước cũng như các phân tử rượu có khoảng cách nên khi chúng ta trộn rượu với nước các phân tử rượu đã làm sao nhỉ? À, đã đan xen vào khoảng cách. Giữa các phân tử nước và rượu. Và ngược lại, các phân tử nước cũng đan xen vào các khoảng cách đó, thấy chưa? Và ngược lại. Chúng ta vừa trả lời xong câu hỏi C2 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 69.